sao mà cái lục tiên sớm cả nhà. Là bầu trời kìa, đèn tịnh lên trước hết trơn, trời mưa luôn cả nhà ơi. Đây mưa dân tuôn té hết trơn. Tối nữa cả nhà ơi, nay nay mình vô mình thấy cá trê nó ụt quá trời ụt luôn, 4 kg cá nha, có gô hết hồn. Còn quần cả nhà, 2 con nữa cả nhà ơi, trời cá này một cái mà mẹ luôn, vô mánh cả nhà. Rồi cá trê luôn, 2 con cá lóc đã cả nhà ơi. Vì mà nó còn nhảy quá trời nhảy luôn. Rồi, xin chào cả nhà mình nha. Chúc cả nhà có ngày mới thật nhiều sức khỏe luôn, thành công trong cuộc sống. Chúc anh em đồng nghiệp có ngày mắt thì thành quả luôn nha. Hôm nay mình cũng tiếp tục đi thăm lờ cả nhà ơi. Lờ này cũng được 3 ngày 3 đêm rồi cả nhà. Giờ mình cũng tới cử đi thăm rồi. Để mình đi dở coi có cái gì không có nhà, mình đăng cái nhà xem vị trí cái nha. Nhà thấy hay thích cho mình một like đăng ký kênh đi cái nha. Cái điểm này điểm đầu tiên nè, điểm này mình mới dặm thêm. Đây. Mới dặm thêm cái nha. Dặm thêm một cái. Đường này mình đi xa lắm cái nha. Chạy đi chỉ về khoảng 70 cây số. Cái nhà xem thấy hay thích cho mình một like cái nha, đăng ký kênh cái nha. Giờ để mình chuyển camera lại cái mình thăm cái đầu tiên cái nha. Cái đầu tiên đó nha, 4-5 cá chê. Trời ơi trời, ông đi ý quay lại dòm cả nha, cách nè cỡ này nè, còn là hên cả nha, chắc đi số rồi. Đâu cách cỡ này nè, là bà cậu cho ăn cả nha. Thêm thôi đi hết luôn rồi. Mấy con chuồng này quậy phá dữ lắm. Đổ ra mà không cần phải gỡ cây luôn nữa nha. Cỡ này giờ thay cái lời mới luôn cả nhà. Tiếp theo cả nhà, cái này không đặt trong đó cả nhà, đặt trong đó nó mà nó cạn quá. Giờ cái này
lúc trong đó luôn. Cái giờ ông nhảy sập cây nữa nha. Sập cái cây. Còn có lắm cả nhà ơi. Trời ơi, chết ngay cả nhà. Những cái nhỏ đi. Những cái chè chưa đổ vô nữa cả nhà, chưa đổ vô phang. Rồi tắt đi tiếp cả nhà, tiếp theo cả nhà vô bụi cây nữa nha. Lúc chung này nó vô thẳng cả nhà, vô bánh cả nhà. Hai con cá lóc đã cả nhà ơi. Đó, ba cá lóc luôn cả nhà, con cá chi vàng ba cá lóc luôn, con Hugo hai cái chi vàng luôn, vô mánh cả nhà ơi. Nhà thích coi hai trăm được like cả nhà, đăng ký kênh cả nhà ơi. Có không con nào chết giả xác nữa cả nhà. Vô mánh cả nhà, cái lờ này vô mánh nè, ba cá lóc luôn, hai cá chi vàng. Rồi tắt máy về mình đi tiếp cả nhà, kể theo cả nhà. Cái này không đặt bên đó cả nhà, gấp bên đó không có, mới giờ qua đây cả nhà. Nó ngon lắm, chết xình cả nhà, xình con, không biết còn con nào nữa không, còn cả nhà còn. Khoảng 300 gram cả nhà. Chết con. Ổn ghê. Cái mình đặt đi dưới khác cái nhà quá trời chết thú quá rồi. Tiếp theo cái nhà, cái này mình đặt giữa đám này luôn nè, nó không chạy cái nhà, kiểu chê con nhỏ không này, mình đẩy vô trên mình luôn. Vô mánh ở nhà rồi cá chê luôn. Mình thay lờ đi chỗ khác nha cả nhà, chỗ khác mình đổ ra, cái đầu đây mình đổ, người ta thấy
21 mà mắc cái bến, mắc cái lò luôn cả nhà. Chỗ khác mình đổ cả nhà. Ba chỗ khác cả nhà, đổ cả nhà coi cả nhà. Ký mấy cả nhà. Thì mình không đậu cái đó mình đổ mình sợ người ta thấy cả nhà. Đậu nó lâu quá người ta xin nghi. Đổ có cá nữa bắt đầu sao mắc cái lò luôn. Mấy cái cả nhà. Tắt máy đi tiếp với nhà ơi. Tắt tiếp theo với nhà ơi. Cái này không được hai cái lóc bự gách lỗ chà bá nữa cả nhà. Không gách lỗ chà bá không được hai cái lóc bự. Này không vô cái lóc bự mà vô cái lóc nhỏ cả nhà. Cái chì vàng. Ba cái chì vàng. Ba chì vàng con chì trắng con cái lóc cả nhà. Kẹp heo cả nhà. Trong đang muốn quá trời ngon. Một con quận cả nhà. Hai con nữa cả nhà ơi. Trời cái này nó mập một cái ba mẹ ơi. Cái này mập hết hồn luôn cả nhà. Tụi nu luôn. Con này nhỏ thôi. Tăng máy đằng lại nha, xuống chạy tới. Xuống chạy tới. Cái thèm của nhà. Cái này không có dầm thêm nữa nha. Đó mình có đặt mà đi mắt. Giả đường có lặn một mắt luôn. Mấy tháng này mới quay lại mình dầm. Mùi cỏ. Nào. Lọc về cái gô cả nhà rồi
cái máy cả nhà. Rồi tắt mọi chỗ khác đổ cả nhà. Đây nhà ta không. Đi chỗ khác cả nhà. Đổ coi coi cả nhà. Này cái chê ít kia nha, có lóc nhiều, có lóc nhiều. Tiếp theo cái nha, kinh nè, kinh nhỏ à. Hôm mình giảm thêm 5-7 cái cái nha, giảm thêm kinh này 5-7 cái, không biết có cá không. Đường này đó mình có đặt rồi cái nha, đặt lúc mà mình vợ mình đi theo quay á, cái này cũng 3 tháng mấy nữa nha. Giờ mình quay lại mình đặt thứ có không cả nhà. Còn cá lóc này cái gì vậy? Bên này cái nữa cả nhà. Tiếp theo cả nhà. Trong cái hối này cả nhà. Bư vô mới quay được. Sập cây chứ cả nhà. Không biết còn cá không cây nha. Nó còn giật giật cái lời nha cả nhà. Trời ơi. Sập ít vậy. Có đi bớt không mà. Sập cây mà có mấy con cá à. Quá trời khó lấy cả nhà. Đi chỗ khác mình đổ cái nha. Nhà người ta trên kia chính rồi. Đi chỗ khác mình đổ. Tiếp theo cả nhà. Cái này mình chưa đổ nữa cả nhà. Còn đây nữa. Cái này có đi bớt không cả nhà. Sạc cây mà mấy con. Tiếp theo cả nhà. Cái này thấy hình tượng cây sạc nữa cả nhà. Sạc cây nữa. Con người ta không dám dở lên cái nhà. Con người ta bờ ngang. Không dám dở lên luôn. Dữ lắm rồi cả nhà. Ô cả nhà. Đường này nó hỏi mình vô mình thấy
cá chê nó ụt quá trời ụt luôn. 4 kg cá này, có gô nè, hết hồn tới gô không. 3 cái gô nái nái không luôn. 4 5 con luôn cái nào. Tắt máy nha. Đặt lại ba chỗ khác đổ quá nha. Rồi bạn đổ luôn cả nhà. Ba chỗ khác nè. Chưa đổ ra nữa. Nghĩa là mình xuống nhằm ngay cơn mưa tối cả nhà. Tối có cơn mưa lớn. Để mình xuống lờ này nhắm mày ngay cơn mưa. Tiếp cái nhà theo cái nhà từ giờ bự kiếm quá trời luôn, lại luôn lời mới thì chỗ nào như chỗ đó cái nhà. Kiếm giờ quá trời mới gặp. Ba cái chè ngon thắt lắc nha. Bây giờ mình tắt máy mình bơi đi kiếm cái khác đó nha. Khác mình đổ. Tiếp theo ở nhà. Trời mưa lâm râm râm. Không biết cái quay hết được lợi ở nhà coi không. Chuyên mịch quá trời. Nó. Dầu mánh cái nhà anh. Nửa kilo quá nha. Còn cái nửa kilo. Thank you.
tiếp cả nhà, tiếp theo nhà cái cuối cùng luôn, S5. Cái cuối cùng trong quân kinh này cả nhà, 5 cái. Còn mày kia mấy mấy cái nữa. Về nái cả nhà. Chỗ có đường nước này cả nhà. Đặt được cái lời một cái thì đứng ngang, mưa này nó chạy nhưng mà bể lời luôn, nó chấm qua chấm không có chỗ đặt nha. Cái theo của nhà lấy thằng giấy đây là 3 cái trên. Thằng chi trắng con chi vàng đó nha, tắt máy đỏ luôn cả nhà. Cái theo của nhà cái này hôm đặt bên đó đó cả nhà, nó chạy yếu quá. Giờ qua đây nè, có đám người muốn nó lừa thừa hơn. Tới nữa cả nhà ơi, nay nay không cả nhà, nào nó ghê không, kia mấy cá cả nhà. Mình giờ mà nghe được mưa đó cái nhà, nó chạy đang mưa nữa nè, mấy cái nó mới quay kịp cho cả nhà coi không. Để mình tắt máy thì mình bơi chỗ khác kiếm chỗ đổ cả nhà. Cái theo của nhà cái này hôm đặt trong này nè, chạy con hay con rồi đó, cạn rồi. Bữa nay giờ mà này, giờ mà này thì nay không gông, mưa quá nước không lên, kiếm dông chết cả nhà ơi. Cá hết hồn cá luôn, nó ngập hết ủ ghê. Hết hồn mình đổ cái lời luôn đó nha, lời này do chưa đổ nữa nè.
máy đang lợi tiếp cái nhà. Là kiến giờ mình có quay nè, là kiến này kia. Con hay con mình có quay cái nhà. Tiếp theo cái nhà. Cái này đặt lúc đó chúng có chơi cái nhà. Thăm mai lần sau nó không chạy nữa. Giờ đây luôn. Giờ về đây nữa, mình mong cái đất luôn. Hai trăm gram cái nhà. Nhà còn hai ba cái nữa hết rồi. Tiếp theo nha. Cái này không đặt bằng kia đắng. Nó chạy khá là dài đây. Vô cây. Dây vàng không có nhờ. Bạn cái dây vàng hai cái được kiếm hết hồn rồi. Hai cái được kiếm nói chuyện luôn. Rồi, bắt máy đổ luôn cả nhà. Bạn dây vàng cũng ngon cả nhà. Dây vàng cũng có giá. Tiếp theo cái nhà, cái này mấy cái này là cái ruộng lợi kia cái nhà, rồi hỏi mình gom hết trơn rồi còn ba cái này hỏi mình chạy hút mình không có mỗi gom chừa lại. Còn cá lóc hai cái chê xong rồi nó bự lắm cái nhà, chạy yếu cá này kia che chịu. Mưa này kiếm mấy con kinh nhỏ nhỏ đặt đó nha. Gom về thăm bên kia cái không có cá luôn. Rồi, tiếp theo nha. Hai cái nữa hết rồi. Rồi vô tới nhà luôn cả nhà. Tao lưu kiến luôn nè cả nhà. Đây cái chê để mình căng cho được nhiêu ký nha cả nhà. Cái chê này 12,5 kg cả nhà. Còn lại 11,5 kg cả nhà. Mình đổ cái chê ra. Mình mua cái thau bự ở nhà đổ rộng cho coi cho nó sướng mắt cả nhà. Vì nó còn nhảy quá trời nhảy luôn. Nhà thấy cái gô không? Ở này nè. Người ta đổ cá lóc qua nha. Dạ. Căng cá lóc vào được nhiêu ký. Cái quy lừa gửi ở nhà còn 5,5 kg cá lóc ở nhà. 5,5 kg với nãy 11,5 kg là 17 kg ở nhà. Em lấy thao đậu cá lóc qua. Thao bự ở nhà. Cá lóc bự nha. Cái này 3-4 cá lóc bự luôn. Cá lóc mình ú thì ghê luôn. Dạ. Đây nha nè. Này 2-3 con Hugo. Này Hugo nhiều cái nha. Quá trời trúng. Hai thao luôn cái nha. Cái
cắm chi vàng. Đây mình căng cái lô kiến thôi được nhiêu ký cả nhà. 4 kg ở nhà còn 3,5 kg. Cá chết mình không có căng bỏ riêng nữa nha. Cái gô này, con nào lấy nái nái không nha. Rồi mình xin kết thúc clip ở đây cả nhà. Nhà xem hay thích cho một like đăng ký kênh cả nhà ơi. Hẹn cả nhà lại video tiếp theo cả nhà.